Đây là chiếc bếp đốt nhớt thải D16 phiên bản 2022, rất là nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các dòng bếp khác các bạn ạ. Bếp này là được làm bằng thép đúc nhập khẩu Liên Xô và độ dày của nó là gần 7 ni các bạn ạ. Trọng tải của nó là 200 đến 300 kg thoải mái các bác nhá. Thứ hai là đặc biệt của cái dòng này đó là rất là tiết kiệm nhiên liệu và đun lửa cháy rất mạnh, nhiệt độ cao và không sinh ra khói, không sinh ra mùi. Đặc biệt của cái thằng bếp hồng ngoại này là sau khi chúng ta đun ấy, chúng ta tắt nó đi thì kết thúc cái quá trình đun của chúng ta thì cái đáy bếp của nó rất là khô. Đáy bếp của nó khô thì nó sẽ không còn dầu ở bên dưới, không còn dầu ở bên dưới thì nó sẽ không sinh ra mùi. Còn những cái thằng bếp mà lửa xanh ấy, nó chỉ tập trung nó đốt cái khí ở bên trên mặt thôi thì nó sẽ tạo ra ngọn lửa xanh. Nhưng mà sau khi nó tắt bếp rồi ấy thì nó sẽ còn dầu ở bên dưới, nó không thể đốt được hết bên dưới, thế nên là nó rất là mùi các bác nhá. Mùi cực kỳ kinh khủng luôn.